tự giới thiệu, em tên Đặng Mẫn Nhi, học sinh lớp 4A6, trường tiểu học Kim Đồng, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Hôm nay chúng em đến tham quan khu di tích lịch sử, văn hóa, chiến thắng trận đánh Tàu tại Vàm Cái Sình. Di tích có những gì? Mời mọi người đón xem. Di tích chiến thắng Vàm Cái Sình tọa lạc tại phường 7, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Đến tham quan di tích, quý khách có thể đi bằng đường bộ và đường thủy đều thuận lợi. Từ trung tâm thành phố Vị Thanh, theo quốc lộ 61 đi về hướng Hỏa Lựu, 5 km nữa là đến địa điểm di tích chiến thắng trận đánh Tàu tại Vàm Cái Sình. Để bước vào trận đánh Tàu tại Vàm Cái Sình, đồng chí tỉnh đội trưởng Huỳnh Thủ đã giao cho đồng chí Trần Hiền Quang, đội trưởng đội thủy lôi thuộc tiểu đoàn 410, nghiên cứu đánh một trận trên sông, đoạn từ kinh 10 Thước đến ngã ba Cầu Đúc, tiêu diệt đầu giặc đưa quân đi càn quét. Mục tiêu là diệt nhiều sinh lực địch, để gãy nhiều cuộc càn quét lớn vào vùng kháng chiến tại Vị Thanh, Long Mỹ, gồm hai hướng từ Cần Thơ xuống và Rạch Giá vào. Lực lượng sử dụng cho trận đánh là tiểu đội trưởng Trần Hiền Quang chỉ huy gồm 7 người. Sau khi thống nhất cách đánh, cách sử dụng vũ khí công binh, đại đội trưởng cùng tiểu đội công binh trở về căn cứ chuẩn bị bọc phá để ghép thủy lôi ngay trong đêm 18 tháng 12 và trong ngày 19 tháng 12 đã có mặt tại vườn cò để tiểu đội trưởng kiểm tra kỹ thuật và bố trí xong thủy lôi trong đêm 19 tháng 12, bảo đảm hoàn thành sẵn sàng chiến đấu trước 4 giờ ngày 20 tháng 12 năm 1952. Có thể nói rằng trận đánh Tàu tại Vàm Cái Sình là chiến công lớn nhất của lực lượng vũ trang Cần Thơ, không chỉ góp phần cùng các chiến trường trên cả nước làm tiêu hao sinh lực địch mà còn khẳng định trình độ kỹ thuật, chiến thuật của các lực lượng vũ trang Cần Thơ đã có những tiến bước đáng kể. Kết quả ấy còn khẳng định ý nghĩa to lớn của công tác chính trị tư tưởng trong các lực lượng vũ trang, khẳng định giá trị công tác rèn cán chỉnh quân để theo kịp với tiến triển của cách mạng cả nước nói chung và tỉnh Cần Thơ nói riêng. Với những ý nghĩa lịch sử trên, ngày 3 tháng 8 năm 2007, Bộ Văn hóa Truyền thông và Du lịch ban hành quyết định số 47 QĐ-BVTT xếp hạng chiến thắng Vàm Cái Sình là di tích lịch sử quốc gia. Nghiêm! Giao cờ! Giao! Thank you.
phần dự thi thiếu nhi các dân tộc hát quốc ca tại địa chỉ đỏ của liên đội trường tiểu học Kim Đồng chúng em đến đây là hết. Cuối lời, em xin kính chúc ban tổ chức, ban giám khảo, quý đại biểu, quý thầy cô và các bạn dồi dào sức khỏe. Chúc hội thi thành công tốt đẹp. Xin trân trọng kính chào.